app VietJack. Giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay app VietJack. Chào các bạn học sinh thân yêu của VietJack. Và hôm nay cô trò mình lại đồng hành cùng với nhau trong môn toán lớp 3, bài học bảng chia 9. Cô mời các bạn cùng quan sát lên bảng. Cô có tấm bìa hình chữ nhật và trong tấm bìa thì có 9 chấm tròn. Và cô sẽ có 9 chấm tròn này được lấy một lần và cô có phép nhân tương ứng là 9 nhân 1 bằng 9. Từ phép nhân này thì cô sẽ có phép chia tương ứng là 9 chia 9 bằng 1. Có nghĩa là cô sẽ lấy tích chia cho một thứ số và được thương là xử số còn lại là 9 chia 9 bằng 1. Tiếp theo cô lấy 9 chấm tròn 2 lần và cô sẽ có phép nhân tương ứng là 9 nhân 2 bằng 18. Từ phép nhân này thì cô sẽ suy ra một phép chia, đó là cô lấy 18 chia 9 và có kết quả là 2. Phép chia 18 chia 9 bằng 2. Tiếp theo cô lấy 9 chấm tròn 3 lần hay 9 chấm tròn được lấy 3 lần. Cô sẽ có phép nhân tương ứng là 9 nhân 3 bằng 27. Và từ phép nhân này thì cô sẽ rút ra được phép chia, đó là cô lấy 27 chia cho 9 và bằng 3. 27 chia 9 bằng 3. Và đây cũng chính là phép chia thứ 3 trong bảng chia 9. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu các phép chia tiếp theo trong bảng chia 9. Chúng mình nhớ lại giúp cô bảng nhân 9 đã học này. Và từ bảng nhân 9 này thì chúng mình sẽ cùng nhau suy ra các phép tính trong bảng chia 9. Và vừa rồi thì chúng mình đã cùng nhau suy ra được 3 phép tính đầu tiên này. 9 chia 1 bằng 9, 18 chia 9 bằng 2, 27 chia 9 bằng 3. Vậy chúng mình có tìm được thương cho phép chia 36 chia 9 không nhỉ? Chúng mình cùng nhìn giúp cô vào phép nhân tương ứng này. Chúng mình sẽ lấy 36 chia cho 9 và có thương là 4. Như vậy chúng mình tìm được thương của kết quả này là của phép chia này là 4 này. Phép chia tiếp theo 45 chia cho 9. Chúng mình có phép nhân 9 x 5 bằng 45. Như vậy 45 chia 9 sẽ bằng 5. Chúng mình điền được là 5 này. Phép chia 54 chia 9, nhìn luôn sang phép nhân bên cạnh này. 54 này chia 9 chúng mình có thương là 6. 63 chia cho 9. Chúng mình có phép nhân 9 x 7 bằng 63 thì chúng mình suy ra được là 63 chia 9 sẽ bằng 7. Phép chia 72 chia cho 9. 9 x 8 bằng 72, chúng mình suy ra được 72 chia cho 9 sẽ bằng 8. Phép chia tiếp theo, chúng mình có suy ra được thương không nhỉ? 81 chia cho 9 sẽ bằng 9. Và cuối cùng 90 chia cho 9 sẽ bằng 10. Như vậy thì chúng mình đã cùng nhau suy ra được bảng chia 9. Bây giờ các bạn cùng đọc lại với cô này. 9 chia 9 bằng 1, 18 chia 9 bằng 2, 27 chia 9 bằng 3, 36 chia 9 bằng 4, 45 chia 9 bằng 5, 54 chia 9 bằng 6, 63 chia 9 bằng 7, 72 chia 9 bằng 8, 81 chia 9 bằng 9 và 90 chia 9 bằng 10. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau áp dụng bảng chia 9 để vào làm các bài tập. Bài tập đầu tiên là bài tập tính nhẩm. Đây là các phép tính có trong bảng chia 9 này. Chúng mình sẽ cùng tính nhẩm thật nhanh này. 18 chia 9 được 2. 45 chia 9 được 5. 9 chia 9 là phép chia đầu tiên trong bảng chia 9 bằng 1. 27 chia 9 bằng 3. 72 chia 9 bằng 8. 90 chia 9 bằng 10. 54 chia 9 được 6. 36 chia 9 được 4. 81 chia 9 được 9. Tiếp theo này, 63 chia 9 được 7. 63 chia 7 được mấy các bạn? Chúng mình nhìn luôn phép chia phía trên này. 63 chia 9 được 7. Suy ra 63 chia 7 sẽ được 9. Và phép chia 72 chia cho 8 sẽ bằng mấy nhỉ? Chúng mình biết là 72 chia 8 bằng 9. Hoặc là chúng mình hãy nhìn lại giúp cô phép chia 72 chia 9 bằng 8. Thì chúng mình suy được 72 chia 8 sẽ bằng 9. Bài tập số 2 cũng là một bài tập tính nhẩm. Và trong bài tập này thì có cả phép nhân và phép chia. Chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện từng cột này. Phép tính đầu tiên, 9 x 5, chúng mình nhớ lại trong bảng nhân 9, chúng mình có 9 x 5 bằng 45. Tiếp theo, 45 chia cho 9 bằng 5. Tại sao mà cô có thể tìm nhanh được đáp án như vậy? Chúng mình nhìn giúp cô này. Phép nhân 9 x 5 bằng 45. Như vậy chúng mình sẽ suy ra được là 45 chia cho 9 sẽ bằng 5. Và phép chia 45 chia 5, 45 chia 5 sẽ bằng 9. Vì khi chúng mình lấy tích chia cho một thừa số thì được kết quả là thừa số còn lại. Tiếp theo, tương tự như cột vừa rồi chúng mình có 9 x 6 bằng 54. Nhìn luôn xuống phía dưới làm biết này. 54 chia cho 9 có kết quả là 6. Và 54 chia 6 có kết quả là mấy nhỉ? 54 chia 6 có kết quả là 9. Chúng mình tính có nhanh không nhỉ? Tiếp theo chúng mình có 9 x 7 thì bằng 63. Nhớ trong bảng nhân 9 này. Rồi 63 chia cho 9 bằng 7. Và 63 chia cho 7 thì bằng 9. Cột cuối cùng 9 x 8 bằng 72. Và chúng mình chia ngược lại 72 chia cho 9 thì bằng 8. 72 chia 9 bằng 8. Và 72 chia 8 thì bằng 9. Như vậy thì chúng mình nhìn vào từ phép nhân và phép chia có mối liên hệ với nhau thì chúng mình sẽ dễ dàng suy ra được kết quả cho phép tính. Bài tập 3 là một bài toán có lời văn. Chúng mình cùng đọc đề bài. Có 45 kg gạo chia đều vào 9 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kg gạo? Chúng mình cùng xem đề bài cho biết gì này. Đề bài cho biết có 45 kg gạo chia đều vào 9 túi. Và đề bài hỏi mỗi túi có bao nhiêu kg gạo? Như vậy, để tìm được mỗi túi có bao nhiêu kg gạo thì chúng mình sẽ làm phép tính gì các bạn nhỉ? À, chúng mình chỉ cần lấy số gạo là 45 kg chia cho 9 thì chúng mình sẽ tìm ra được kết quả của bài toán. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau vào bài giải này. Bài giải và chúng mình có lời giải là như thế nào nhỉ? À, chúng mình có lời giải là mỗi túi có số kg gạo là phép tính là 45 chia 9. Và chúng mình được kết quả là 5 đơn vị kg. Và chúng mình nhớ đáp số giúp cô này. Năm kg gạo. Như vậy là cô trò mình đã tìm được là mỗi túi thì sẽ có 5 kg gạo. Và bài tập 4 cũng là một bài toán có lời văn. Có 45 kg gạo chia vào các túi, mỗi túi 9 kg, hỏi có bao nhiêu túi gạo? Đề bài cho chúng mình biết có 45 kg gạo, chia vào các túi, mỗi túi 9 kg và đề bài hỏi có bao nhiêu túi gạo. Vậy để tìm được xem có tất cả là bao nhiêu túi gạo thì chúng mình cần phải thực hiện phép tính gì các bạn nhỉ? Chúng mình sẽ phải thực hiện phép tính chia, đó là phép 45 chia cho 9. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau vào giải bài toán này. Bài giải. Chúng mình sẽ có lời giải là có tất cả số túi gạo là 3. Chúng mình có phép tính là 45 chia cho 9 và bằng 5 túi gạo. Đáp số. Năm túi gạo. Như vậy thì chúng mình đã tìm được lời đáp số cho bài toán là có tất cả là 5 túi gạo. Vừa rồi thì cô và các bạn đã cùng nhau đi giải hai bài toán có lời văn là bài toán số 3 và bài 4. Bây giờ chúng mình cùng quan sát lại này. Bài 3 có 45 kg gạo, chia đều vào 9 túi, hỏi mỗi túi có bao nhiêu kg gạo. Bài tập 4 cũng có 45 kg gạo, chia vào các túi, mỗi túi 9 kg, hỏi có bao nhiêu túi. Vậy thì ở trong hai bài toán này, khi chúng mình đọc đề bài chúng mình thấy chúng gần giống nhau, nhưng thực ra chúng mình cần phải lưu ý thật kỹ giúp cô này. Trong bài 3 đề bài hỏi là mỗi túi có bao nhiêu kg gạo. Như vậy thì khi chúng mình giải vào bài tập, chúng mình sẽ có lời giải là mỗi túi có số kg gạo là, và chúng mình có đơn vị là kg gạo. Còn ở trong bài tập số 4 này, đề bài hỏi có bao nhiêu túi gạo. Như vậy thì chúng mình sẽ lưu ý, và khi giải chúng mình sẽ có lời giải là có tất cả số túi gạo là, và đáp số cũng là túi gạo. Chúng mình phân biệt giúp cô, tại vì hai bài toán này chúng mình đều có phép tính là 45 chia 9 bằng 5, nhưng mà đơn vị thì khác nhau. Chúng mình hãy đọc giúp cô đề bài thật kỹ để tránh làm nhầm và chúng mình viết sai đơn vị. Như vậy trong bài học hôm nay, cô và các bạn đã cùng nhau tìm hiểu ra bảng chia 9. Bây giờ chúng mình cùng đọc lại bảng chia 9 một lần với cô. 9 chia 1 bằng 9, 18 chia 9 bằng 2, 27 chia 9 bằng 3, 36 chia 9 bằng 4, 45 chia 9 bằng 5, 54 chia 9 bằng 6, 63 chia 9 bằng 7, 72 chia 9 bằng 8, 81 chia 9 bằng 9 và 90 chia 9 bằng 10. Các bạn về nhà hãy học thuộc giúp cô bảng chia 9 để chúng mình có thể vận dụng vào làm nhiều các bài tập thật nhanh và chính xác. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.